Liên quan đến ca bệnh nhiều lần xét nghiệm dương tính với virus corona chủng mới, bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết, sau khi có những thông tin liên quan trường hợp di chuyển của bệnh nhân D, ngành y tế khuyến cáo những người dân và du khách có tiếp xúc gần với bệnh nhân hoặc nghi ngờ có các dấu hiệu liên quan đến virus SARS-CoV-2 nên chủ động theo dõi sức khỏe, đến cơ sở y tế gần nhất thăm khám ngay trong trường hợp cần thiết. Hiện bệnh nhân D đang được thở máy thông qua lỗ khí quản, da và niêm mạc của bệnh nhân hồng hào, tim và phổi nghe rõ, các dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân đang tiến triển với dấu hiệu tương đối khả quan. Tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Huỳnh Đức Thơ khẳng định, mặc dù đến thời điểm hiện tại chưa công bố đây là ca nhiễm COVID-19, Đà Nẵng vẫn chủ động kích hoạt đồng loạt mọi biện pháp phòng chống dịch bệnh ở mức cao nhất. Hiện tại Bộ Y tế, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cùng Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh đang hỗ trợ Đà Nẵng trong việc theo dõi, tiếp nhận, điều trị ca bệnh nghi nhiễm này, đồng thời quyết liệt thực hiện các biện pháp để khoanh vùng, xác định các trường hợp tiếp xúc có nguy cơ cao.